Ui, ai mà vô ý thế? Em không sao? Cảm ơn anh nha. Lần sau đi ra đường cẩn thận nhá. Cho anh số điện thoại đi. Có gì cứ gọi anh nhá. Ui, ai nắm thật thế? Thật gì vậy anh? Có gì đâu, mình đi ăn nhá. Ủa gì vậy?